Dương Thị Cao trình bài liền còi Peom ơn Đảng Vi Cao Trường tật cầm. Mã Văn Trực trình bài Pụt Lằn, Đảng, Bạc, Bạng Bióc Tòa, Bióc Hom, Đặng Quản Vượng, Tật Cầm. Đảng Bạc tài tang hỡ tăng lệ dân, ý như băng lập xuân ma và Đảng Bạc bằng bióc tòa bióc hồng, lịch sử nước lượn tới tới chữ làng à. Cờ hà cọc đen trói thi ơi lệ phuông, bi ết xiên cầu bạc pham xịt, vằn so tham bươn nhị lịch dương, vằn thánh lấp đảng lâu lúng trói làng à. Bươn pét bị thi hà mua lệ thu, vằn xịt câu nước lâu khơi nghĩa, cách mạng lâu văn tí bên công, bằng xuân ma biểu không hóm tòa làng à.
bườn cô pi phi hạ chứng lê minh văn xó nhi khải sinh nước Việt. Đảng bạc hồ long liệt tăng dân, bạc hồ to tuyển ngôn độc lập làng à. Biểu mùa thu phong khóp ba lê đinh, chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Trần Điện Biên hình cải tâm vân, đảng bác và tặng dân của khước làng à. Thực hình tây cướp nước ni lệ tan, quân Mỹ mà tiệp phán chám chiếm, tặng nước theo tức tẹp quê trim, bị chết hạ thực hình thức Mỹ làng à. Tặng đi nước mọi tí dung lệ giang, thực tống bon Mỹ phán chín cướp, bạc nam đầy khua khước sung giang, ơn đáng bạc tài tàng chứ mãi làng à. Hồng Chuyên truyền bà phong sư peom đàng peom bạc hồ cầm của Quỳnh Nha. Hiền Lương truyền bài phong sư Mì Đàng Bế Sĩ Uông Tật Cầm. Bâu thai nhắn du bằng
ai khả lũ rè tỏ nhằng mấy bên lẻ đinh rù chắc đinh cần kinh du khó lại chắc sinh mỹ nhân tài Nam Việt mỹ ba cổ rương điệp cháu ở dân chẳng mỹ đảng của cần dân khó công nông binh chúng to phim mơ đeo đoàn kết cắn tấn rèo cờ đao đi lùng choáng bắc nam cờ đảng đua liềm khang mọi bán toàn dân tin nèm đá tép thù phong đế quốc qua nở vua phong kiến bằng xa lồng bật biển bên nơ đâm dân Việt Nam đầy hân vằn đúng ôn tèo kha tàng quãng đang nếp xim xây mọi cần pi pi thành tích ngờ dân hờ đã Hoàng Văn Giáp triển bài phong thư chữ công ơn Bạc Hồ sưu tầm Hà Văn Quý. Bên bên vằn xin cầu mùa thu tình căm lòng ba cả hồ trưng sắc khăm chúng nam bắc tình lành cờ cánh mạng lung ngà đen xì cóc đấu tranh ao độc lập tự do Việt Nam tên ba cả hô lùng chói cách mạng đầy thắng lợi vinh quang khai sinh nước Việt Nam vươn cầu tiền bang hồ quay sở thiên nơ tha tời nô lệ dân à la đà thuôn khăm toàn dân mong ước trang ngờ rim mong ba khổ chi à minh sống mãi văn tuyên ngôn bác cuối đuổi dân bằng cả béo mùa xuân tỏ
tòn mắt. Lục lan chữ cắm bác khi đua đẹp sắc thế toàn là dân đại thắng. Công ơn bác cái bằng khâu phe Việt Nam dân nước là hạnh phúc. Thi đua cùng góp sức lập công áo thành tích hiên hạ dâng khấn bác. Hoàng úy trường lèo điệu lượn nàng ấy bài Lèo Đảng khẩn tàng xuân triệu sinh tật cầm. Đại hội ta xuân hư mọi cấn lời nàng à nó lời nàng à lời nó tình đại tộc bao bao ấy thầy bắc can thì đua khâu mùa công lời nàng à nó lời nàng à lời nó lâu thanh tình trói chiến ơi thông đang nhìn trai nào niết ly hết công lời nàng à nó lời nàng à lời nó nào niết lều đang khấn ơi tàng xuân khoan san phẩm giống bàn dung cấn lời nàng à nó lời nàng à lời nó na lấy khẩu bắp khấn ơi bên kheo mò vai tua lắng mình đây lời nàng à nó lời nàng à lời nó nào niết lều đang khấn nơi tàng xuân lời nàng à nung xưa mơ hấp bù đòn đói nàng à nó lời nàng à lời nó khăm na tùm bóc méo ơi thì phong nào ni lèo đang khấn tàng xuân lời nàng à.
hết giờ kim ngắn nim công việc lỡi nàng à. Lời nàng à, lời nó hành mây nằn cõng phái tâm thân. Nào niết lều đáng trường văn xuân lời nàng à. Lượp lượp khấn tang vây trực nước ơi nàng à nó lời nàng à lời nó bao hâu lập kín cướp ơi khâu bạc cam lèo đang khấn tàng xuân lời nàng à nó cái này Mã Văn Trực chiêng bài một lần đàng bạc bằng đóc tòa đóc hom cầm của Đặng Hoàn Vượng. Đàng bạc tài tang hỡ tăng lệ dân ý như băng lập xuân ma và đàng bạc bằng biếc tòa biếc hồng lịch sử nước lượn tới tới chữ làng à cờ hà cọc đen trói trí ơi lệ phuông biết xiên cầu bạc xám xịt vằn so xám bươn nhị lịch dương vằn thanh lấp đàng lâu lúng trói làng à bươn pét pì thi hà mua lệ thu vằn xịp câu nước lâu khơi nghĩa cách mang lâu văn tí bên công bằng xuân ma biểu không hóm tòa làng à bươn câu pì thi hà chứng lệ minh vằn xó nhi khải sinh nước Việt đàng bạc hồ long liệt tăng dân bạc hồ to tuyển ngôn độc lập làng à biệt mùa thu phong khóp ba lê đinh chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trần điện biên hình cải tâm vân đàng bạc và tăng dân của khước làng à từ khinh tây cướp nước ni lệ tan quân mỹ ma tiệp phán trăm chiếm tặng nước teo tức tẹp quê chim pi chết ha tức hình thức mỹ làng à tặng đi nước mọi tí dung lệ giang tức tống bon mỹ phán chín cướp bạc nam đầy khua khước sung sang ơn đáng bạc tài tàng chứ mãi làng à. Bình ổng đang tính chương trình sướng hát khi lượn tiếng tài nùng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Khe tô hữu chương trình vấn này, Dương Thị Cao, trường bài lượn còi, biểu ơn đảng, vi cao trưởng, tật cầm. Oh.
ăn đang thị tị tật cầm và triền bài phong sư bạc hồ rú ngườm pha bác bó. Sam phạ phạ rú rung, sam đinh bấu chắc phuối, sam khuổi khuổi lây mưa bé, sam mé mé trắng cả, bền ngườm bác bó. Bền khối lên ninh, bền thea gác mát. Vằn so bền bươn nhí, bác ơi mà. Kín nòn du ngườm thea, bác bó. Cam bùn mà chỉ lỡ. Đồng cắm bỏ phây bay con biếc rinh tàng kẻ ơn mỏi cần bác hồ phuối đuổi dân bên ấy chứ thương cảnh mất nước xiết xa cần vằn tốc nằm tha rầy rầy bọn lính căm cái mại tục cần sống kín đuổi gần dân khó khát từ vằn mì đáng bán óc ơi mà mày hí mát đầy phong à hoa đau mần mảnh kéo mà cướm mà tòm nó ngang đầy đùa non nhớ bác ba khô nhăn thăng cá mỏi cần ba khô phuối đuổi dân chứ ba cả hô mãi mãi.
thu lành trình bài phong thư mì đảng mì mùa xuân hạnh phúc đinh xuân hưởng tật cầm. Thank you.